Rồi, hết cô Đồng Tháp kính chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình cũng mới đóng xong cái hộc 32 ô nay ngay nóc nha anh em. Đây, cống này lù cây nha anh em. Đây, quay cho anh em coi ha. Trên cống thì mình chét AB nha, chứ không có xài keo đốt nha anh em. Đây, bao chắc chắn nha. Quay cho anh em xem ha. Đây, này là hộc 32 ô nha anh em. Rồi, để mình quay bên đây cho anh em xem nha. Cái này là cái quay cầm anh em ha. Này, để mình quay bên đây cho anh em xem. Đây, hai bên là như nhau nha anh em. Bao lớn nha anh em chơi nha, chim là rộng rãi nha anh em, từ ngoài này đi vô tâm đó tới ở dách trong là một tắc ba nha anh em. Cửa nè nha, cửa dở là Vivo. Này mình làm cái cửa hơi chặt nha anh em, chặt là chi để anh em chở chim đi á, đi đường xa có bị tưng ấu gà rồi là cái cửa không nhảy nha. Cái này là mình bao cửa cho anh em nhảy nha, không bao giờ nhảy anh em nè. Tại mình làm cho nó hơi chặt á. Thấy không, mình làm cho nó hơi chặt để cho anh em đi á, anh em chạy nó không có bị tưng cái ổ gà mà cái cửa nó bị hở lên ha. Nếu anh em làm lỏng thì anh em chạy, nếu làm là hỏng làm nhẹ kéo á thì anh em chạy bị sập ổ gà hoặc là lên dốc cầu rồi đó nó tưng thì cái cửa nó sẽ nhảy lên con chim nó sẽ ấy cái cửa này nó mở cái cửa này lên, thì khi anh em dở cái áo lồng á, anh em không để ý thì con chim nó sẽ tọt ra ha. Còn này là bao nhảy anh em, bao cho anh em là cái cửa này nhảy lên nha, cửa này hơi gắt nha anh em nè, thấy không đó, hộc 32 ô anh em ha. Chim anh em bỏ vô đây là rộng rãi luôn nha. Cống thì mình quay ra đây nè anh em, cống mình quay ra ngoài nè ha. Này là nước sâu đồ ăn, cống mình quay ra đây là để chi, để cho con chim mà khi nó quay ra đây nó ăn á, tới khi mà nó quay vô á là trong này nước nè, là con chim nó sẽ không có bị dính nước nha anh em, con chim nó không bị ướt nha. Còn anh em mà xài cái hộc nhỏ xài cạn á thì khi anh em châm nước cái con chim nó nhảy một hồi, anh em dở cái hộc ra một cái là con chim ướt kèm nhẹp luôn nha. Còn này là bao chim ướt nha, anh em châm nước rồi vô là chim uống ăn uống đồ trong là thoải mái, con chim khô queo xịt bon nha, không bao giờ bị ướt con chim ha. Đó, 32 ô bên 16 mới làm xong anh em ơi, nên cái nóc nha. Nan inox 304 nha, chứ không phải là nan inox giảm đâu nha anh em. Mình đây mình không xài hàng giảm nha, inox 304 á. Nè. Quay cho anh em xem ha. Rồi anh em nào xem kênh mà mình thấy hay á thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha anh em. Cái này mình mới đóng xong cho khách nha anh em ha. Nửa tiếng nữa khách lấy anh em ơi, mới làm xong ngày hôm nay luôn, mới ken xe ben luôn. Ở đây là tất cả cửa này nè anh em nè, mình chấm bằng AB nha anh em nè, chấm bằng AB chứ không chấm keo tiếp ha. Đây AB mình đổ ra đây, pha AB đổ nè, bằng AB hết nha anh em, cho nên cực kỳ chắc chắn nha. Đó. Nói chung là tiền nào của nấy thôi anh em ơi. Anh em mua cái hộc mà đơn giản để anh em xài á thì cái giá nó rẻ, nhưng mà độ bền thì nó không có. Còn cái hộc của mình á là tại mình đang quay chứ mình không quay, ở đây không có ai. Chứ có ai mà cỡ chừng 6-70 kg mình test cho anh em xem bao ngồi. Nha anh em. Ngồi lên trên đây là bình thường nha anh em. Ha, ngồi lên là bình thường ha.
cực kỳ cứng nha, chắc chắn nha, trong này có thanh trong này nè. Nè anh em thấy không, cái sườn của mình đóng là giữ lắm cái sườn nha anh em. Nè nói về ngồi là mình bao ngồi nha, cỡ 6-70 kg là ngồi bình thường, ngồi dở dò chứ không phải ngồi dở đứt đâu nha anh em, ngồi chấm đâu nha, bao ngồi dở dò luôn á. Rồi anh em nào có nhu cầu đóng chiếc học y gan như vậy đó thì alo mình nha. Bề ngang là bề cao là 40 mấy đó, mình cũng quên rồi. Em là giờ lấy thước đo mà ho mất công quá. Thì nói chung là học lớn 12 nang nha anh em. Nè 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nang. 12 nang là tới đây nha anh em. Đây chọt cái miếng này vô là 12 nang nha. Nè bao chắc chắn cho anh em xài ha. Rồi bye bye anh em nha, khách tới lấy luôn rồi anh em ơi. Rồi mình xin kết thúc video đó.